Ok, video này không có intro nha. Tôi làm intro tôi nói quá chậu đất xong cái không ai coi hết, mọi người skip hết, tôi trầm cảm không làm intro nữa. Giờ vô thẳng vấn đề luôn nè. Anh em muốn biết cách để tán đổ crush đúng không? Ok, coi video này nè. Thì để crush đổ anh em á, tất nhiên là anh em phải mời crush đi chơi trước. Và để gây ấn tượng với crush trong buổi first day á, thì nước hoa là lựa chọn tốt nhất. Vì nên nếu mà anh em đi chơi với crush trong buổi first day á, thì coi là lựa cái nước hoa nào mà nghe mùi nó mất tiền chút xíu là được. Wow, công nhận quán Nhật này em dẫn đi đẹp thiệt ha. Dạ đúng rồi chị, quán này vừa đẹp nha, mà ăn cũng ngon nữa. Wow, em xài cái mùi nước hoa gì nghe có mùi đắt tiền quá vậy ta. Dạ em xài nước hoa bê cho ly mẻ chị, mùi xăng. Wow, thật là mắc tiền. Thì con gái á, họ sẽ không thích một người đàn ông nhạt nhẽo đâu, mà họ sẽ thích một người đàn ông có thể làm họ cười ở hai môi. Vậy nên nếu mà anh em không muốn trở nên nhạt nhẽo á, thì hãy làm như thế này. Tomorrow. Chị. Sao? Em nghe nói là chị thích con trai mặn mà đúng không? Ừ, đúng rồi. Vậy chị muốn nghe câu chuyện cười không? Ok, nghe luôn. Nếu như mà chị lo lắng á, thì cái ruột của chị sẽ bị bệnh gì? Bệnh gì cơ? Sẽ bị sốt. Nani? Ủa mà tại sao? Tại vì sốt ruột. Thì nếu mà anh em không thể nào trở nên mặn mà thì anh em phải trở nên cuốn hút. Vì nên nếu mà anh em muốn trở nên cuốn hút á thì làm như thế này. Wow, em cuốn hút quá. Thì có một cái câu nói là gì? Oh, but go. Thì đôi khi những cách cũ cũng khá là hữu ích. Vì nên nếu mà những cách mới mà anh em vẫn không tỏ tình được á, thì cứ theo cách cũ mà làm. Gì vậy? Thì nếu mà tất cả những cách trên không hoạt động á, thì tôi nghĩ là chắc chỉ có cung hoàng đạo mới có thể mang anh em lại tới gần bên nhau hơn thôi. Chị. À sao? Em thích chị. Thật ra thì chị cũng thích em, nhưng mà chị là cung Bạch Dương, chỉ hợp với Bảo Bình thôi. Nhưng mà em cung gì vậy? Em cung khủ. Em muốn lái chị. Em muốn lái chị.